cái máy xay bột khô, model là LH08B. Thì cái sản phẩm này là xay tối đa là được từ 10 cho tới 30 kg trên 1 giờ. Trọng lượng của máy là nặng tới 25 kg. Kích thước máy là dài là 50 cm, rộng 17 cm và cao là 55 cm. Thì trên thị trường là sẽ có một dòng là 08A và 08B, mẫu mình là 08B. Thì cái năng suất của 08B là từ 10 cho tới 30, còn nếu mà mẫu mà 08A là nó chỉ là từ 1 cho tới 15 kg trên 1 giờ. Khách lưu ý vậy. Sẽ hai cái máy là ná như nhau, nhưng mà sẽ có một số đơn vị là người ta họ bán là bán dòng model thấp hơn là 08A là 1 tới 15 kg. Rồi sau đây là cái cách hướng dẫn sử dụng. Thì máy sử dụng điện 220, công tắc nguồn ở đây. Tắt ở đây. Cái này là cái rơ le để mà cảm biến chống quá nhiệt. Còn cái này là cái bộ phận để mà đùn cái nguyên liệu vào, đưa nguyên liệu vào vào. Đây là cổng đưa nguyên liệu vào. Các bạn là ở này ra, đó, và khóa lại. Nếu mà đưa nhiều hay đưa ít thì tùy cái này, các bạn khóa lại. Cái này là các bạn để ở đây, để bắt vào 4 thằng vít này. Đấy, đơn giản nha. Còn đây là cái khóa chốt để mình mở ra. Chi tiết cụ thể cho các bạn thấy luôn. Cấu tạo của máy là bằng thép, nắp 304 hàng không đóng thùng rác. Đây là bộ phận nghiền búa của máy. Đây là mắt lưới của máy. Thì nhà sản xuất là có đưa thêm cho các bạn là một số cái mắt lưới nhiều kích cỡ khác nhau. Thì tùy theo vào cái nguyên liệu các bạn xay, muốn kích cỡ to hay nhỏ thì các bạn để thay thế những mắt lưới này trong quá trình xay. Mà nếu mà nó không tuồn thực phẩm ra được thì các bạn tắt máy kiểm tra trong mắt lưới này, có thể là nó bị kẹt, cái bột nó bám nhiều quá là kẹt cái mắt lưới này bớt, thì các bạn nên tháo ra vệ sinh thì máy sẽ hoạt động lại, chứ đừng cố xay liên tục quá sẽ ảnh hưởng đến motor. Còn đây là cái đầu ra của máy, và cái này phía trên này có một cái túi vải. Thì các bạn móc một cái túi vải lên trên cái cây này. Đây, một cái túi vải các bạn để phía dưới này và hứng để lấy thành phẩm ra. Các bạn có sẵn luôn. Các bạn xuất có đưa sẵn. Lưu ý khi sử dụng thì các bạn là nên xay đồ khô hoặc là đồ có dầu mè thì cũng xay kèm với lại các dầu mè, thì các bạn nên xay kèm với những cái hạt khô để nó hút ẩm bớt và nó sẽ chỉ ra hơn. Còn không tuyệt đối là motor nằm ở phía dưới, làm cho nó làm nhưng mà không để nước văng vào trong phía motor này, nó có thể gây ra cháy motor. Thì đó, nó hầm làm hỏng hóc ngoài ý muốn. Motor phía dưới các bạn lưu ý đó. Rồi, máy là nặng 25 kg, máy là bằng inox hoàn toàn các bạn nha. Đây là mẫu này, cũng xài tương đối ok. Ngoài ra bên shop thì có mẫu HB đấy, thì cái mẫu đấy còn tốt hơn cái mẫu này nữa. Thì máy đó là máy HB đó là nó sẽ nghiền theo cái cơ chế là dao, nó sẽ dao nó mài và nó không có cần phải qua cái lưới lọc này. Thì ưu điểm của cái HB đó là để mình phân tích cho các bạn thấy, nó sẽ không có qua lưới lọc này và nó sẽ không có bị ngãn như những cái máy này. Cái máy này thì nó thật ra luôn là nó sẽ có ngãn nếu các bạn xay những cái đồ gì mà nó xịn xịt, hay là nó hoặc là các bạn bỏ mắt lưới nhỏ mà các bạn xay những cái đồ mà không có rễ cây đồ đó, hay là những cái bục mè đồ nó xịn xịt nó sẽ bám vào trong cái mắt lưới này và nó sẽ không tuồn ra được. Thì các bạn nên thay những cái mắt lưới hợp lý hơn để mình xay những cái đồ đấy. Còn riêng cái mẫu HB kia là xay bằng dao mài, nó sẽ ma sát và nó cho ra trực tiếp luôn, cái độ mịn nó cao hơn và cái nó không có bị ngãn nửa chừng. Còn rồi, cái nội dung của máy là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.